Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Hải Phòng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, ngày hội của những người làm truyền hình cả nước chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải cho hàng trăm tác phẩm xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tới dự và trao giải. Sau thời gian gián đoạn vì COVID-19, Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay quy tụ số tác phẩm tham dự cao kỷ lục với 714 tác phẩm ở 11 thể loại, được thể hiện đa dạng phong phú trên nhiều nền tảng, phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Các tác phẩm đến từ 96 đơn vị dự thi đã bám sát dòng thời sự chủ lưu và thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, sứ mệnh của những người làm truyền hình đối với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng. Qua đó cũng thể hiện tâm huyết, sự đầu tư của các đơn vị tham gia từ trung ương tới địa phương. Đây là sự kiện góp phần khích lệ, quyết tâm, tạo động lực, sự kết nối cho những bước tiến mới của ngành truyền hình Việt Nam. Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 vinh danh 36 giải vàng, 67 giải bạc, 139 giải khuyến khích và 2 giải vàng dành cho cá nhân. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên là một trong những đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự và đoạt giải với tổng số 4 giải, trong đó có 1 giải bạc và 3 giải khuyến khích ở các thể loại video âm nhạc, phóng sự ngắn, đối thoại tọa đàm và phim tài liệu.